các cái trai đường đó là khoảng 3.000 người mà không đủ, còn số còn lại thì phải ăn cơm hộp. Thì bây giờ các em cũng phải thông cảm đối với ban tổ chức. Thì quý thầy thì cũng cố gắng làm hết sức. Nhất là các em biết rằng khâu nhà bếp rất cực. Một ngày mà phải nấu phục vụ cho 5-6.000 người mà 3 bữa ăn là cả vấn đề. Phải nói là làm suốt ngày suốt đêm. Thì các em phải hiểu điều đó và cố gắng thương lại các thầy là mình chấp hành đúng nội quy, cố gắng tu tập tốt. Thì đó là những điều thầy hôm nay muốn chia sẻ với các em. Trước khi dứt lời, cầu chúc cho tất cả các em có được đầy đủ sức khỏe và niềm vui để tu tập trong 7 ngày sắp tới. Nam mô A Di Đà Phật.